hỏi, tại sao mỗi lần đi San Francisco, sư phụ đều hỏi là có ai muốn đi quá giang hay không vậy? Hòa thượng, hả? Con mà cũng không biết à. Hễ có ba người trở lên ngồi xe chung thì khỏi phải trả tiền khi qua cầu Golden Gate. Vậy mình có thể tiết kiệm được một đồng đó. Nếu như trong một năm chúng ta đi 100 lần thì có thể tiết kiệm được 100 đồng. Con hiểu rồi chứ? Năm 1985, Vạn Phật Thành thành lập nên trung tâm tị nạn tiếp tế cho dân tị nạn Á Đông ở bán đảo Trung Nam. Lúc đó có nhiều trẻ em trong trại, không có gì để ăn, nhưng khi đến Vạn Phật Thành, thấy có nhiều thức ăn nên chúng bắt đầu phung phí. Và lúc ăn cơm thì bỏ thức ăn rơi rớt xuống đầy đất. Có một lần chúng bị hòa thượng bắt gặp. Ngài liền đi qua lượm các thức ăn rơi vãi dưới đất lên ăn, mà cũng không nói một lời nào hết. Từ ngày đó trở đi, các em nhỏ cũng không còn đổ bỏ thức ăn bừa bãi như thế nữa. Năm 1976, lúc hòa thượng vừa mới mua Vạn Phật Thành, đệ tử, công ty khoan nước giếng tới rồi, mình có cần bảo họ bắt đầu khoan ở chỗ nào không? Hòa thượng đi đến miếng đất trống phía đông của viện hỷ xã J.G.H. Tiểu bang Cali lúc bấy giờ bị khô hạn, lại đang giữa trưa, mùa hè nắng gắt, mặt trời chiếu nóng không thể xiết. Bỗng nhiên trên trời có một đám mây kéo tới và bay theo hòa thượng đến khu đất trống đó. Mọi người liền cảm thấy mát mẻ vô cùng. Hòa thượng liền đưa tay chỉ xuống đất nói, khoan ở đây nè. Hòa thượng, vài ngày nữa nếu rảnh, các vị hãy nên đốn cây cổ thụ ở phía đông của nhà khách nhang. Chúng đệ tử cảm thấy cây cổ thụ đó còn đang tươi tốt, lại không có bệnh gì, cho nên họ không đốn nó. Qua mấy ngày sau, cây cổ thụ đó bỗng nhiên tự ngã xuống, phát ra một tiếng ầm và đè nát cả mái nóc của nhà khách.